chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động Đông Tây của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay Chủ nhật, ngày 26 tháng 4 năm 2019, có rất nhiều thông tin và vấn đề đáng chú ý đã được chúng tôi tổng hợp sẽ chuyển đến quý khán giả ngay sau đây. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, FDI 5 tháng đầu năm 2019 đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký. Tính đến nay, thì tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 16 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2018. Các nhà đầu tư nước ngoài tập trung đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 12 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 70% tổng số vốn đầu tư đăng ký. Đến nay đã có 88 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Dịch tả heo châu Phi đang diễn biến theo chiều hướng là đáng quan ngại khi mà cả nước có đến 40 tỉnh thành xuất hiện dịch bệnh. Hiện trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng thì chưa xuất hiện dịch tả heo châu Phi. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh và đã xuất hiện ở tỉnh giáp ranh là Quảng Nam, địa phương đã đưa ra các phương án ứng phó khẩn cấp. Tại trạm kiểm dịch động vật Hòa Phước, cửa ngõ phía Nam vào thành phố, trong những tháng gần đây, cán bộ thú y trạm đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông địa phương triển khai phương án túc trực 24/24, thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận tải heo và các sản phẩm từ heo thông qua vào địa phương. Và Đà Nẵng cũng đã yêu cầu các địa bàn trong thành phố thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn heo. Nếu phát hiện heo bệnh, heo chết, phải khẩn trương báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định. Thưa quý khán giả, dự án thủy điện Đắc Rinh do công ty cổ phần thủy điện Đắc Rinh, tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng công suất lắp máy là 125 MW. Dự án được khởi công vào tháng 9 năm 2019 đến tháng 8 năm 2013. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã tiến hành di dời 192 hộ dân trên địa bàn huyện Kon Plong để mà dự án tích nước phát điện. Nhưng mà sau hơn 5 năm nhường đất để làm thủy điện thì đến nay người dân tại xã Đắc Nên, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum vẫn chưa nhận được tiền đền bù đất nương rẫy. Nhiều kiến nghị của người dân đã được gửi đến các cấp các ngành trong huyện, tỉnh và cả đến trung ương, nhưng mà đến nay cái người dân nhận được chỉ là những lời hứa suông. Từ đầu năm đến nay, người dân làng Tu Rét, xã Đắc Nên đã có thông báo cho dân làng Phương và Xu Luông không được tái sản xuất trên đất rẫy của chính họ. Điều trái ngược này đến từ việc 5 năm trước, người dân làng Tu Rét đã nhường diện tích rẫy trên để dự án thủy điện Đắc Trờ Rinh tái định canh, định cư cho người của làng Phương, Xu Luông, xã Đắc Nên. Nhưng sau hơn 5 năm bị thu hồi đến nay, tiền bồi thường vẫn chưa chi trả. Thủy điện Đắc Trờ Rinh đã đi vào vận hành từ năm 2014, nhưng đến nay dự án đã nợ hơn 59 tỷ đồng tiền bồi thường đất tái định cư với diện tích gần 200 hectare. Không có đất sản xuất, thiếu lương thực, người dân bỏ nơi ở tái định cư, quay về sinh sống tại nơi ở cũ, trên các sườn núi có độ dốc lớn, nguy cơ sạt lở cao, rất nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt là mùa mưa bão sắp tới. Trước sự chậm trễ trong công tác chi trả tiền bồi thường đất, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có động thái mạnh khi đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đơn vị chủ dự án, về việc giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Đắc Đu Rinh trước ngày 15 tháng 5. Nếu không được thì tỉnh Kon Tum đề nghị ngành chức năng ngừng quy động công suất nhà máy thủy điện Đắc Rinh cho đến khi giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định canh định cư của dự án. Tại An Giang, vào sáng ngày 25 tháng 5, trên tuyến quốc lộ 91, công an đã bắt giữ 4 xe máy và gần 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Nhóm đối tượng đã điều khiển xe máy vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu chạy với tốc độ cao khi đến khu vực xã Bình Hòa và An Hòa, huyện Châu Thành. Các đối tượng phát hiện lực lượng công an chặn bắt. Lợi dụng đêm tối, một số đối tượng bỏ lại phương tiện cùng tang vật để tẩu thoát. Tại hiện trường, lực lượng công an lập biên bản tạm giữ một xe máy và 2.980 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu Hero và Scott. Ngay sau đó, lực lượng công an tiếp tục thu giữ 3 máy mà các đối tượng vận chuyển thuốc lá đã bỏ lại để tẩu thoát. Cũng sáng qua ngày 25 tháng 5, tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhà bà Trần Thị Dẫn, sinh năm 1966, tại hộ số 100, ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Lực lượng công an bắt quả tang và thu giữ tổng số 2.238 bao thuốc lá điếu nhập lậu, các hiệu Z, Hero, Nelson, 3 số 5.
Qua làm việc, bà vẫn khai nhận số thuốc lá này đặt mua từ một người quen và vừa được một thanh niên mang đến giao tại nhà nhằm mục đích bán lại kiếm lời thì bị bắt quả tang. Đây là trường hợp rất phổ biến vì không hiểu pháp luật mà vẫn còn những chủ tiệm tạp hóa mua thuốc không có nguồn gốc xuất xứ. Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra nhiều vụ việc trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm cắp xe máy. Trước tình hình này, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang đã xây dựng chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua thời gian dài theo dõi và mật phục trên nhiều tuyến đường trọng điểm, đến sáng ngày 21 tháng 5 năm 2019, công an thành phố đã bắt giữ hai đối tượng Võ Văn Linh và Nguyễn Thái Trọng về hành vi trộm cắp tài sản gồm một điện thoại di động và một xe máy tại khu đô thị VCN Phước Long, phường Phước Long. Qua làm việc, hai đối tượng khai nhận sau khi trộm cắp được tài sản trên thì chúng đã bán lại xe cho Võ Quốc Kha, sinh năm 1973 và Lê Mặc Khả Tú, sinh năm 1983. Biết là xe máy trộm cắp nên Kha và Tú mua lại với giá 3 triệu 500 ngàn đồng và mang xe vào nhà cất giấu. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại số 80/6 đoàn Trần Nghiệp, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phát hiện và tạm giữ một biển số 61D1-57305, đồng thời thu giữ được trong nhà hai khẩu súng, nhiều xe máy và tài sản có giá trị không rõ nguồn gốc. Tại cơ quan điều tra, Kha và Tú khai nhận sau khi mua được xe máy, chúng liền tháo biển số của xe máy ram và thay bằng biển số khác. Đến ngày 22 tháng 5 năm 2019 thì bán lại xe máy trên cho một người khác với giá 4 triệu 300 ngàn đồng. Mở rộng điều tra, hai đối tượng còn khai nhận thường xuyên tiêu thụ nhiều xe máy và tài sản khác do các đối tượng trộm cắp được đem đến bán. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được đánh giá là cường quốc về sử dụng rượu bia. Hàng loạt hệ lụy về sức khỏe, tai nạn giao thông, bạo lực gia đình cũng từ đây mà sinh ra. Sau nhiều lần đóng góp ý kiến và sức mạnh của các quy định trong dự thảo không những không tăng lên mà còn bị làm yếu đi rất nhiều. Với việc loại bỏ và đẩy ra ngoài nhiều quy định gây tranh cãi từ kỳ họp trước, dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia trình Quốc hội thảo luận tiếp tục làm nóng nghị trường trong những ngày vừa qua. Kính mời quý khán giả xem thông tin mà chúng tôi tổng hợp sau đây. Theo số liệu của Bộ Y tế công bố cho thấy, tỷ lệ người Việt Nam uống rượu bia thuộc hàng cao nhất thế giới, với 80,3% nam giới và 11,6% nữ giới. Việt Nam hiện đứng thứ 2 các nước Đông Nam Á, thứ 10 châu Á và đứng thứ 29 thế giới về tiêu thụ rượu bia. Tốc độ tiêu thụ tăng phi mã và vượt mọi dự đoán khi năm 2018 đã đạt 4 tỷ 670 triệu lít bia, cao hơn cả dự báo của năm 2025. Hậu quả của việc sử dụng rượu bia là góp phần gây nên tình trạng tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hơn một nửa số nạn nhân trong độ tuổi từ 15 đến 29, hầu hết là nam giới. Không thể phủ nhận tác hại của rượu bia ở hàng loạt khía cạnh. Song, điều đáng lo ngại là bản dự thảo mới nhất của luật phòng chống tác hại của rượu bia lại có nhiều quy định khá nới lỏng, chẳng những không áp dụng những biện pháp xử lý mạnh mà còn làm yếu đi rất nhiều. Một trong những điều luật trong dự thảo luật gây tranh cãi từ kỳ họp trước là quy định cấm bán rượu bia trên Internet. Tiếp tục có thêm nhiều ý kiến trái chiều về việc bỏ hay không bỏ quy định này. Trong dự thảo lần này, quy định trên đã được bỏ và chỉ giữ quy định về điều kiện bán rượu bia theo hình thức thương mại điện tử. Có thể thấy, dự thảo luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12 tháng 4 quy định không được quảng cáo bia rượu trên báo hình báo nói trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hàng ngày, ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em trên báo hình báo nói. Đến dự luật trình ngày 13 tháng 5, khung thời gian bị cấm quảng cáo đã rút xuống từ 19 đến 20 giờ hàng ngày. Nghiêm trọng hơn, dự luật ban đầu do chính phủ đề xuất nêu rõ cấm quảng cáo rượu bia từ 15 độ cồn trở lên dưới mọi hình thức. Còn dự luật mới nhất đã bỏ bia khỏi quy định cấm này. Việc bỏ ra khỏi dự thảo một số điều luật về quảng cáo cũng như thu hẹp khung giờ cấm quảng cáo rượu bia trên 15 độ cồn khiến một số đại biểu băn khoăn. Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, tỉnh Phú Yên cho rằng không cần dẫn chứng những vụ việc nhức nhối của những vụ tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục do rượu bia. Ai cũng nhận thức được tác hại từ rượu bia. Nếu dùng rượu bia không kiểm soát thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân, thậm chí trở thành tội phạm.
Trước những thay đổi trên, các ý kiến cho rằng dự luật đã không còn đủ sức mạnh để thực hiện mục tiêu ban đầu. Giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, học viện tài chính, đánh giá, việc không đề cập biện pháp quản lý rượu bia bằng công cụ thuế là không thỏa đáng. Bởi đây vừa là mặt hàng gây hại cho sức khỏe, vừa xếp vào nhóm xa xỉ. Thực tế, tỷ lệ thuế trong giá thành bia rượu của Việt Nam so với nước ngoài còn thấp, dẫn đến giá bán rẻ. Do đó, về mặt kinh tế, cần đánh thuế mạnh hơn nữa để tăng giá sản phẩm nhằm điều tiết tiêu dùng. Việc đánh thuế mạnh vào mặt hàng này cũng là giải pháp tăng nguồn thu chính đáng, thay vì tận thu ở các mặt hàng thiết yếu khác. Đồng quan điểm, quyền đại biểu Quốc hội Bùi Đức Thụ cho biết, trên thực tế, ngay cả thu thuế cũng không đủ bù đắp chi phí y tế chữa trị cho người nghiện rượu. Do vậy, cần nhất quán việc quan điểm sử dụng đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp chống tác hại của bia rượu. Giải pháp nào cũng cần đánh giá tính thực tiễn, khả thi, tránh quy định trên giấy rồi sẽ không thực hiện. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, lần này, việc ban hành luật phòng chống tác hại của rượu bia là thật sự cần thiết, nhưng phải đủ mạnh mới có thể hạn chế ma men gây tai nạn giao thông. Còn nếu luật yếu chưa tạo được rào cản vững chắc để phòng chống tác hại của rượu bia, đặc biệt đối với trẻ em, thanh niên, thì có lẽ cần chờ thêm thời gian để điều chỉnh và hoàn thiện. Đã có quá nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra mà đa phần liên quan đến rượu bia. Do đó, luật phòng chống tác hại của rượu bia lần này được kỳ vọng là sẽ kiểm soát việc mua bán rượu bia chặt chẽ hơn để kéo giảm được tai nạn giao thông do ma men gây ra. Dự kiến thì dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày 14 tháng 6 tới đây. Thưa quý khán giả, để đảm bảo an toàn các chuyến tàu chạy tuyến Bắc Nam, ít ai biết đến một công việc thầm lặng nhưng rất là quan trọng của các nhân viên tuần đường, tuần hầm của ngành đường sắt, khi mà từng mét đường ray luôn được họ xăm soi rất là kỹ lưỡng. Và những hình ảnh ngay sau đây sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về cái nghề đặc biệt này. Với trên 2.000 km đường sắt tuyến Bắc Nam cùng hàng chục chuyến tàu khách, tàu hàng chạy quần quật mỗi ngày, nhiệm vụ của các nhân viên tuần đường, tuần hầm ngành đường sắt là phải kiểm tra, xem xét tỉ mỉ từng mỗi mét đường ray hàng ngày để phát hiện kịp thời các sự cố như các bộ lông, ốc vít, nối ray bị lỏng hoặc các chướng ngại vật có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của các chuyến tàu. Để thực hiện nhiệm vụ trên, hàng ngày họ phải dùng đôi chân đi bộ từng mét một di chuyển sát đường ray với khoảng cách giữa hai ga có khi đến trên 10 km. Riêng nhân viên tuần hầm thì nhiệm vụ cũng rất khó khăn không kém, khi mỗi ngày phải đi kiểm tra đường ray nhiều lần trong điều kiện thiếu ánh sáng như tại hầm Nam đèo Rù Rì trên địa phận tỉnh Khánh Hòa. Nhân viên tuần hầm tại đây phải đi kiểm tra đường ray từ đầu này đến đầu kia của hầm sau mỗi chuyến tàu chạy qua. Và mỗi khi phát hiện có sự cố, các nhân viên trên gọi máy đến trực ban các ga gần nhất để khẩn trương khắc phục hoặc thông báo khẩn đến các lái tàu. Với công việc thầm lặng ít ai biết đến, các nhân viên tuần đường, tuần hầm cũng có niềm vui riêng mỗi khi thấy những chuyến tàu bình yên chạy qua các cung đường mà mình có trách nhiệm quản lý. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân được đi lại và vận chuyển hàng hóa dễ dàng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đội xây dựng từ thiện ở xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện nhiều công trình dân sinh ý nghĩa. Từ đó đã có những chiếc cầu bê tông, những con đường mới ra đời, mang đến nhiều niềm vui cho người dân trong và cả ngoài địa phương nữa. Và cũng như bao nhiêu người làm từ thiện, những cái tâm, cái tính của những con người này là mong muốn việc làm của mình phải gắn với sự phát triển kinh tế ở địa phương. Trong năm qua, anh Nguyễn Văn Út được nhiều người dân địa phương biết đến với vai trò là đội trưởng đội xây dựng từ thiện Út Hưng, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. Tôi là người con của Sa Đéc, nhưng với lai vùng, anh Út Hưng vẫn nhiệt tình vận động nguồn lực cho địa phương xây dựng cầu đường, nhà tình thương và phát quà cho hộ nghèo với số tiền hàng tỷ đồng. Lúc trước cái hoàn cảnh mình cũng rất là khó khăn, sống cũng cái cảnh màn chài dưới đất đó, nhưng mà mình thấy sau này mình thấy những cái hoàn cảnh cũng giống như trường hợp của mình đó, từ đó mình mới xuất phát để mình khởi cái tâm mình lên để mình kêu gọi tất cả các mạnh thường quân để đóng góp để giúp cho những cái hoàn cảnh đó, mình cảm thấy người ta vui là mình vui à. Còn đây là một buổi chuẩn bị xây cầu mới của các thành viên đội an sinh xã hội xã Phong Hòa. Tuy đa số các thành viên đã lớn tuổi nhưng chẳng ai nề hà công việc nặng nhọc. Trong năm qua, đội đã huy động các nguồn lực bắt mới 5 cây cầu bê tông, vận động trải đá chống lầy các tuyến đường.
xây nhà tình thương, phát quà cho người nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học. Đó là hai trong số 10 tập thể và 25 cá nhân tiêu biểu được huyện Lai Vung biểu dương khen thưởng trong năm qua vì đã có nhiều thành tích tốt giúp ích cho cộng đồng xã hội. Hàng năm, vùng biển đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phải hứng chịu hàng trăm tấn rác, đặc biệt là rác thải nhựa trôi dạt từ ngoài khơi vào, và cộng thêm sự thiếu ý thức bảo vệ môi trường của một số người dân và du khách, cho nên đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, du lịch của địa phương. Nhận thức được tác hại của rác thải nhựa, tuổi trẻ Lý Sơn đã có những cách làm sạch biển và bảo vệ môi trường cho huyện đảo. Hình ảnh này đã trở nên khá quen thuộc với người dân trên đảo. Rác thải nhựa, túi ni lông xốp, rác thải các loại từ lâu đã nằm sâu dưới đáy biển, giờ được các bạn trẻ đưa lên bờ để xử lý. Các bạn trẻ Lý Sơn nhận thức được rằng đồ dùng bằng nhựa tiện nhưng không lợi vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển. Được phát động từ năm 2019, đến nay phong trào vì Lý Sơn không rác thải nhựa không chỉ thu hút các bạn trẻ mà còn lan rộng khắp và thu hút nhiều người dân địa phương tham gia. Nhiều người không ngại sắm tay nhặt rác. Phong trào này đã tác động không nhỏ đến ý thức của một bộ phận người dân trên đảo trong việc bảo vệ môi trường. Từ đầu năm 2019 đến nay, phong trào vì Lý Sơn không rác thải nhựa đã huy động được hàng trăm lượt bạn trẻ và người dân trên đảo tham gia lặn vớt rác. Qua đó, hơn 12 tấn rác thải nhựa ven biển tại đảo lớn Lý Sơn và đảo bé xã An Bình đã được thu gom xử lý. Phong trào này đã góp phần cải thiện đáng kể môi trường biển Lý Sơn. Chương trình Chuyển động Đông Tây của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.